Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Lào Cai. Chương trình hôm nay của chúng tôi sẽ có những nội dung chính sau đây. Đồng chí Nguyễn Văn Vịnh, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh cùng các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh và thành phố Lào Cai tiếp xúc với cử tri các xã khu vực phía Nam thành phố Lào Cai, chuẩn bị cho kỳ họp thứ 7 Hội đồng nhân dân tỉnh khóa 15. Khai mạc Đại hội thể dục thể thao tỉnh Lào Cai lần thứ 6, các vận động viên bắt đầu bước vào những cuộc tranh tài sôi nổi. Mới vào đầu vụ nhưng đã có trên 4.000 tấn quả vải tươi được xuất khẩu sang thị trường Trung Quốc qua cửa khẩu quốc tế Lào Cai. Sau đây là nội dung chi tiết chương trình, mời quý vị và các bạn cùng quan tâm theo dõi. Thưa quý vị và các bạn, sáng ngày 7 tháng 6 tại nhà văn hóa xã Tả Phời, thành phố Lào Cai, đồng chí Nguyễn Văn Vịnh, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh cùng các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh và thành phố Lào Cai đã tiến hành tiếp xúc với cử tri cụm xã Cam Đường, Tả Phời và xã Hợp Thành, thành phố Lào Cai, chuẩn bị cho kỳ họp thứ 7 Hội đồng nhân dân tỉnh khóa 15. Tại cuộc tiếp xúc cử tri, đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh đã báo cáo khái quát với cử tri các xã khu vực phía Nam thành phố về tình hình phát triển kinh tế xã hội của tỉnh và thành phố Lào Cai trong 6 tháng đầu năm 2018. Việc xem xét, giải quyết các ý kiến kiến nghị của cử tri trước, trong và sau kỳ họp thứ 5 Hội đồng nhân dân tỉnh khóa 15 và kỳ họp cuối năm 2017 của Hội đồng nhân dân thành phố Lào Cai. Tại cuộc làm việc, các cử tri đã đưa ra hàng chục ý kiến, kiến nghị liên quan đến 3 nhóm vấn đề, gồm đầu tư xây dựng mới và nâng cấp, sửa chữa các công trình hạ tầng nông thôn như giao thông, thủy lợi, điện và cấp nước sinh hoạt, hoạt động của các doanh nghiệp khai thác, chế biến khoáng sản làm ảnh hưởng đến đời sống và sản xuất của người dân, và cuối cùng là nhóm kiến nghị liên quan đến đời sống, sản xuất, đảm bảo an sinh xã hội. Với ngành điện lực sớm hoàn thiện đường điện mới, trạm biến áp đã có kế hoạch duyệt phục vụ điện dân sinh và điện sản xuất thuộc cụm Làng Nhớ ngày xưa gồm 3 thôn Hợp Nhất, Nhấn 1, Nhấn 2. Xin báo cáo là cái kế hoạch này đã được thực hiện vào đầu năm 2018. Tuy nhiên đến nay thì là các cái chân cột thì đã đảm bảo được khoảng 80% và cột đã dựng. Thế nhưng cột dựng thì không bảo đảm theo tiêu chuẩn. Thứ nhất là cột chưa có một số chưa là đổ bê tông và cột bị nghiêng ngả. Thế nhưng ngành điện đã kéo đường dây và đã thông báo cho một số hộ dân thuộc của cùng thôn Nhớ 1-2 là chuẩn bị làm cái hợp đồng để mắc cái đường điện mới. Thế như vậy ý kiến của cử tri là người ta chưa đồng tình bởi kế hoạch là lắp một trạm biến áp mới ở cầu Chui vào đường cao tốc thuộc địa bàn của thôn Nhất. Thế nhưng hiện nay là chẳng biết lắp chưa lắp. Tức là về môi trường thì từ khi có cái lò gạch Nam Hợi thì báo cáo chỉ tức là trước ở cái khu lắp máy đặt tải và kể cả vào trong này Na là có tiếng ở cái phía Cam Đường, nhưng mà từ khi có cái lò gạch đến thì các cái cây này là không có quả. Báo cáo không chỉ như vậy ảnh hưởng khói, vì vậy cho nên cũng đề nghị. Mà cái này thì báo cáo không chỉ là chúng tôi cũng đã kiến nghị rất nhiều rồi nhưng mà hiện nay vẫn im lìm. Đối với các ý kiến kiến nghị của cử tri liên quan đến phạm vi giải quyết, đại diện chính quyền thành phố đã giải đáp, trả lời từng ý kiến của cử tri. Phát biểu tại cuộc tiếp xúc, đồng chí Nguyễn Văn Vịnh, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh đã bày tỏ sự trân trọng trước những ý kiến đóng góp xác đáng, tâm huyết của cử tri. Đồng thời thông tin thêm một số kết quả nổi bật trong phát triển kinh tế xã hội của tỉnh, kết quả công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của cấp ủy, chính quyền các cấp trong thời gian qua. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu thành phố Lào Cai và các xã cần quan tâm hơn nữa, giải quyết thỏa đáng những vấn đề có liên quan trực tiếp đến đời sống của nhân dân, có kế hoạch làm việc với công ty Apatit để giải quyết những kiến nghị của cử tri liên quan đến việc khai thác quặng, ảnh hưởng đến sản xuất và đời sống của nhân dân. Đồng thời chú trọng quan tâm làm tốt công tác đền ơn đáp nghĩa, đảm bảo an sinh xã hội tại các thôn bản còn nhiều khó khăn. Thưa quý vị và các bạn, vào tối ngày 6 tháng 6 tại nhà thi đấu đa năng tỉnh đã diễn ra lễ khai mạc Đại hội Thể dục Thể thao tỉnh Lào Cai lần thứ 6 năm 2018. Tham dự buổi lễ có đồng chí Nguyễn Văn Vịnh, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh, đồng chí Lê Khánh Hải, Thứ trưởng Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch, đồng chí Hà Thị Nga, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, lãnh đạo các sở, ban ngành của tỉnh. Đêm khai mạc được tổ chức trang trọng với chủ đề Thể dục thể thao Lào Cai bước tiến trên vùng đất biên cương, được truyền hình trực tiếp trên sóng Đài Phát thanh Truyền hình Lào Cai.
lễ khai mạc sôi động với những màn diễu hành, rước đuốc và biểu diễn nghệ thuật đặc sắc của gần 700 diễn viên, vận động viên, học sinh. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Văn Vịnh đã chính thức cầm đuốc để thắp sáng đài lửa, kêu gọi tinh thần thi đấu hết mình, cao thượng của các vận động viên trong suốt những ngày diễn ra đại hội. Phát biểu khai mạc Đại hội Thể dục Thể thao tỉnh Lào Cai lần thứ 6, thay mặt cho Tỉnh ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, đồng chí Nguyễn Hữu Thể, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, đánh giá cao những thành tích mà thể thao Lào Cai đã đạt được trong những năm qua. Đồng thời khẳng định với sự quan tâm đầu tư của tỉnh, phong trào thể dục thể thao đã có sự phát triển rộng khắp, có những bước tiến mới mang tính đột phá, từng bước khẳng định vị thế của Lào Cai trên bản đồ thể thao Việt Nam. Đây là sự kiện thể thao lớn nhằm khơi dậy tiềm năng thể dục thể thao của đông đảo tầng lớp nhân dân trong tỉnh, vận động mọi người thường xuyên luyện tập thể dục thể thao để tăng cường sức khỏe, phục vụ lao động, sản xuất, học tập, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Các vận động viên phải tập trung thi đấu hết mình với tinh thần đoàn kết, trung thực, cao thượng, phấn đấu đạt thành tích cao nhất. Tôi yêu cầu ban tổ chức đại hội phải làm việc với trách nhiệm và tinh thần cao nhất, đảm bảo tốt các điều kiện để Đại hội Thể thao Thể dục của chúng ta thành công tốt đẹp. Đại hội Thể dục Thể thao tỉnh Lào Cai lần thứ 6 năm 2018 có gần 700 vận động viên của 14 đoàn đến từ các huyện, thành phố, đơn vị trên địa bàn tỉnh tham gia thi đấu 14 môn, trong đó có 3 môn lần đầu được đưa vào thi đấu là quần vợt, đá cầu và gôn. Trước đó, từ tháng 4 năm 2017 đến nay, đã có 6 môn được tổ chức thi đấu, gồm bóng chuyền, bóng đá, bóng bàn, cờ vua, việt dã, gôn. Đại hội sẽ tiếp tục thi đấu 8 môn còn lại gồm điền kinh, cầu lông, taekwondo, đá cầu, quần vợt, đẩy gậy, kéo co, bắn nỏ. Tại Đại hội Thể dục Thể thao Toàn quốc lần thứ 7 năm 2014, Lào Cai giữ vị trí thứ 4 trong 19 tỉnh miền núi phía Bắc và được ban tổ chức tặng cờ thi đua xuất sắc. Tiếp nối thành công ấy, tỉnh Lào Cai kỳ vọng Đại hội Thể dục Thể thao tỉnh Lào Cai lần thứ 6 năm 2018 sẽ khơi dậy tiềm năng thể dục thể thao của đông đảo các tầng lớp nhân dân trong tỉnh, đồng thời là dịp để tỉnh chuẩn bị tốt lực lượng để tham gia Đại hội Thể dục Thể thao Toàn quốc lần thứ 8 năm 2018. Dự kiến, đại hội kết thúc vào ngày 10 tháng 6 năm 2018. Thưa quý vị và các bạn, sau lễ khai mạc, từ sáng ngày 7 tháng 6, các vận động viên của 14 đoàn tham dự Đại hội Thể dục Thể thao tỉnh Lào Cai lần thứ 6 năm 2018 đã bước vào ngày thi đấu đầu tiên ở 6 trên 8 bộ môn của đại hội. Cụ thể, các môn điền kinh, cầu lông, taekwondo, quần vợt, đá cầu và đẩy gậy đã bắt đầu thi đấu. Riêng môn cầu lông ở nội dung đồng đội nữ, sau khi thi đấu vòng tròn tính điểm đã xác định được đội dẫn đầu là Sở Giáo dục và Đào tạo với 4 điểm, đứng thứ hai là đội thành phố Lào Cai 3 điểm. Các đội Mường Khương, Bát Sát lần lượt là các đội xếp thứ 3 và thứ 4. Ở nội dung đồng đội nam đã xác định được 4 đội lọt vào vòng bán kết là thành phố Lào Cai, Sở Giáo dục và Đào tạo, Công an tỉnh Lào Cai, huyện Mường Khương. Như vậy, tính đến hết ngày 7 tháng 6, dẫn đầu bảng tổng sắp huy chương các môn thi đấu, kể cả các môn đã diễn ra trước khai mạc đại hội là đoàn Sapa với 11 huy chương, bao gồm 6 vàng, 1 bạc, 4 đồng. Đứng thứ hai là đoàn thành phố Lào Cai với 13 huy chương, trong đó có 5 vàng, 5 bạc, 3 đồng. Xếp thứ 3 trên bảng tổng sắp là đoàn Bảo Thắng với 6 huy chương, 1 vàng, 3 bạc và 2 đồng. Ngày 8 tháng 6, các vận động viên sẽ tranh tài ở tất cả các nội dung của 8 môn thi đấu. Một số nội dung của các môn như đẩy gậy, cầu lông sẽ thi đấu bán kết và chung kết. Ban tổ chức giải đua ngựa truyền thống huyện Bắc Hà cho biết năm nay sẽ bán 12.000 vé cho du khách và nhân dân xem vòng chung kết giải đua ngựa truyền thống năm 2018. Giải đua ngựa truyền thống huyện Bắc Hà sẽ diễn ra trong 2 ngày mùng 8 và mùng 9 tháng 6 năm 2018 tại sân vận động trung tâm huyện. Trong đó, vòng loại diễn ra ngày mùng 8 tháng 6. Ban tổ chức sẽ mở cửa tự do để du khách và người dân địa phương vào cổ vũ. Riêng vòng chung kết bắt đầu từ 8 giờ ngày mùng 9 tháng 6, thứ Bảy. Ban tổ chức sẽ tổ chức bán 12.000 vé, mỗi vé có mệnh giá 50.000 đồng. Việc tổ chức bán vé xem đua ngựa vòng chung kết đã được ban tổ chức giải tiến hành trong khoảng 4 mùa giải gần đây nhằm tăng nguồn kinh phí và hướng tới xã hội hóa để tổ chức tốt các hoạt động tại giải đua ngựa truyền thống Bắc Hà hàng năm. Thông tin từ ban tổ chức, đến thời điểm này, mọi công tác chuẩn bị đã hoàn tất. 76 nài ngựa sẽ chính thức tham gia tranh tài. Ngoài ra sẽ có khoảng 30 nài ngựa khác cùng tham gia vào màn diễu hành tại vòng chung kết giải đua ngựa truyền thống Bắc Hà năm 2018. Đây là sự kiện được du khách và người dân địa phương mong chờ nhất trong chuỗi các hoạt động trong tuần văn hóa du lịch Bắc Hà năm 2018, diễn ra từ ngày 1 đến ngày 9 tháng 6 năm 2018.
Thưa quý vị và các bạn, Bắc Hà là địa phương có nhiều đồng bào dân tộc anh em cùng chung sống với những nét văn hóa đặc trưng độc đáo. Đây chính là lợi thế, tiềm năng để địa phương này khai thác hướng tới phát triển du lịch theo hướng bền vững. Trong tuần văn hóa du lịch Bắc Hà năm 2018, những nét bản sắc văn hóa dân tộc thông qua các hoạt động du lịch cộng đồng đã được huyện tập trung khai thác, qua đó tạo ấn tượng, hấp dẫn du khách đến với vùng cao nguyên trắng. Đến với Bắc Hà, địa điểm mà du khách không thể bỏ qua đó là Bản Phố, nơi làm ra thứ rượu ngô ngon nổi tiếng. Người Mông ở Bản Phố lấy hạt hồng mi làm men theo công thức riêng, rồi ủ với ngô, trưng cất theo phương pháp truyền thống từ nhiều đời để tạo ra thứ rượu trong vắt và thơm nồng. Thứ rượu ấy có thể làm say lòng bất cứ du khách nào khi được thưởng thức. Và hơn nữa, khách du lịch còn có thể tìm hiểu và tham gia những công đoạn làm rượu ngô của người Mông. Đây sẽ là một trải nghiệm thật sự khó quên. Ở trong cái hành trình du lịch thì người ta nói đến rất nhiều cái vấn đề trong văn hóa, có thể là văn hóa về phong tục, tập quán và cái văn hóa ẩm thực cũng là một nét rất là đặc biệt. Thế thì rượu hồng mi có lẽ nói rằng là nó tạo ra một cái nhiều dấu ấn với tôi. Tôi nghĩ rằng là với nhiều người khác có lẽ cũng sẽ có một cái ấn tượng rất là mạnh khi mà được thử nghiệm cái rượu hồng mi và đặc biệt là trải nghiệm cái cảm giác được cùng bà con sản xuất và nấu cái rượu này. Cũng khai thác bản sắc văn hóa dân tộc, tại nhiều mô hình du lịch cộng đồng ở Bắc Hà, các hoạt động trải nghiệm thú vị cho khách du lịch đã được tổ chức. Khách đến đây không chỉ được nghỉ ngơi và tận hưởng khí hậu trong lành, hòa mình giữa thiên nhiên tươi đẹp, mà còn được thưởng thức những điệu múa xòe say đắm lòng người của chính người phụ nữ Tày Tà Chải biểu diễn. Chị em phụ nữ trong thôn còn giúp đỡ nhau, xuồng xòe cho những nhà nghỉ cộng đồng du lịch trong thôn và những chợ đêm Bắc Hà, và còn rất giao lưu rất nhiều ở những thôn khác, xã khác nữa. Họ múa rất đẹp và hay. Tôi vui lắm khi được đến đây và tôi nghĩ rằng đó là một trải nghiệm văn hóa hết sức thú vị. Tuần văn hóa du lịch Bắc Hà đang diễn ra với nhiều hoạt động thú vị và hấp dẫn, trong đó những sự kiện gắn với du lịch cộng đồng, các hoạt động tham quan trải nghiệm tại bản làng đã thu hút nhiều du khách trong và ngoài nước. Đây là tín hiệu vui cho sự phát triển bền vững của du lịch cao nguyên trắng Bắc Hà. Trong 2 ngày mùng 5 và mùng 6 tháng 6, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Lào Cai đã tổ chức hội thi chỉ huy trưởng, chính trị viên Ban Chỉ huy Quân sự huyện, thành phố năm 2018 với sự tham gia của 16 thí sinh. Tham gia hội thi, các thí sinh phải trải qua 2 phần thi là thi lý luận chung và thực hành. Hội thi chỉ huy trưởng, chính trị viên Ban Chỉ huy Quân sự huyện, thành phố năm 2018 được tổ chức chặt chẽ, đúng kế hoạch, công tác chuẩn bị chu đáo, tỉ mỉ. Qua hội thi đã thể hiện được trình độ, bản lĩnh, tác phong công tác của từng đồng chí chỉ huy gắn với thực hiện nhiệm vụ thực tế ở từng đơn vị. Hội thi đã hoàn thành mục đích yêu cầu đề ra, bảo đảm an toàn tuyệt đối về người và vũ khí trang bị. Ban tổ chức đã lựa chọn và trao 2 giải nhất, 2 giải nhì, 2 giải ba cho các cá nhân đã đạt thành tích cao trong hội thi. Đồng thời trao giải nhất cho cặp cán bộ chỉ huy trưởng, chính trị viên, Ban Chỉ huy Quân sự huyện Bắc Hà. Giải nhì trao cho cặp cán bộ chỉ huy trưởng, chính trị viên, Ban Chỉ huy Quân sự huyện Bảo Yên. Giải ba cặp cán bộ, chỉ huy trưởng, chính trị viên, Ban Chỉ huy Quân sự huyện Bảo Thắng. Khi các địa phương trồng vải ở khu vực phía Bắc bắt đầu vào vụ thu hoạch, thì cũng là lúc hoạt động xuất khẩu loại nông sản này sang thị trường Trung Quốc qua cửa khẩu quốc tế Lào Cai thực sự sôi động. Do những yêu cầu khắt khe trong khâu bảo quản, nên các lực lượng quản lý cửa khẩu đã tạo những điều kiện thuận lợi nhất để những chuyến hàng quả vải tươi được nhanh chóng thông quan, ghi nhận của các phóng viên thời sự. Cửa khẩu quốc tế Lào Cai, 30 phút trước giờ làm việc sáng. Tất cả các lực lượng liên ngành đều đã có mặt tại địa điểm kiểm tra chuyên ngành và mặt hàng quả vải tươi được đưa tới từ những vựa vải lớn như Bắc Giang, Hải Dương sẽ được ưu tiên làm thủ tục thông quan trước. Và phải tạo điều kiện thuận lợi nhất cho cái mặt hàng quả vải xuất khẩu, làm sao mà để xuất khẩu nhanh nhất, thời gian thông quan ngắn nhất, ưu tiên chuyển luồng cho vải tươi là đi một lối riêng, ưu tiên làm thủ tục và xuất khẩu trước so với các mặt hàng khác để đảm bảo cho cái quả vải xuất khẩu sang bên kia cái đạt cái chất lượng theo cái yêu cầu của doanh nghiệp. Thì tính đến nay thì kim ngạch xuất nhập khẩu qua cửa khẩu Lào Cai đạt trên 800 triệu USD, tăng trên 200% so với cùng kỳ năm 2017. Trong điều kiện thời tiết nắng nóng như hiện nay, việc bảo quản nông sản được các doanh nghiệp xuất khẩu đặc biệt chú trọng. Ngay sau khi thu mua tại các nhà vườn,
quả vải sẽ được làm mát bằng những thùng xốp chuyên dụng cách nhiệt, sau đó được chuyển thẳng lên bãi tập kết hàng hóa tại cửa khẩu quốc tế Lào Cai. Chỉ sau ít phút thực hiện các thủ tục thông quan, những lô hàng quả vải tươi của Việt Nam đã được xuất khẩu sang Trung Quốc, một thị trường truyền thống từ nhiều năm nay. Rất là nhiều các xe vải lên trên đây tập trung từ rất là sớm, nên là các cơ quan ban ngành, ví dụ như là hải quan, kiểm dịch, y tế, giao thông cũng đều có mặt từ rất sớm để tạo điều kiện là làm thủ tục cho các xe vải đi. Vì nó là tính chất là hàng hoa quả dễ hỏng, nếu như mà chậm một tí thôi là có thể xuống giá. Đấy, thế cho nên là yêu cầu là các khâu làm thủ tục phải rất là nhanh chóng. Tuy chưa vào chính vụ nhưng đã có trên 4.000 tấn quả vải tươi được xuất khẩu qua cửa khẩu quốc tế Lào Cai với mức kim ngạch đạt trên 2 triệu đô la. Các doanh nghiệp khẳng định trong quan hệ hợp tác làm ăn với bạn hàng phía Trung Quốc, nếu ký kết hợp đồng từ trước thì việc giao nhận hàng là tương đối thuận lợi. Vậy nhưng tại không ít thời điểm, giá trị quả vải tươi của Việt Nam luôn có sự biến động, lên xuống thất thường vì nhiều nguyên nhân. Từ đầu vụ đến giờ thì doanh nghiệp tôi thì cũng được xuất được khoảng 15-20 ngày thì cái số lượng thì trên dưới 1.000 tấn như thường mình ấy, thì bây giờ vẫn trong cái tình trạng là mạnh ai người ấy làm. Giá cả thì có thể là không đắt hàng thì có thể là đẩy giá lên một cách vô tội vạ, mà có khi là hàng không ế, không bán được, hoặc là chủ Trung Quốc người ta không mua đó, thì bắt đầu là mình lại giảm giá một cách cũng là không có cái điểm dừng nào cả. Nên là những cái việc đấy nó sẽ ảnh hưởng đến trực tiếp đến người nông dân, và thứ hai là ảnh hưởng trực tiếp đến những người chủ tư thương của Việt Nam. Để hàng nông sản của Việt Nam được xuất khẩu thuận lợi, các lực lượng liên ngành quản lý cửa khẩu Lào Cai đang đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, hiện đại hóa thông quan hàng hóa theo quy chuẩn quốc tế, đồng thời tăng cường gặp gỡ, trao đổi với phía bạn để kịp thời tháo gỡ những bất cập, những điểm chưa đồng bộ trong chính sách xuất nhập khẩu giữa hai bên. Thưa quý vị và các bạn, 10 năm trở lại đây, cá nước lạnh đã trở thành thương hiệu của tỉnh Lào Cai. Tuy nhiên, trong những năm qua, các doanh nghiệp, tổ chức và nhất là hộ nông dân đã phát triển diện tích nuôi thủy sản nước lạnh ồ ạt, không theo quy hoạch và không kiểm soát được chất lượng. Trước vấn đề này, ngành nông nghiệp Lào Cai đã vận động để các thành viên cùng tham gia vào hội nuôi cá nước lạnh tỉnh Lào Cai để giữ vững thương hiệu loại cá đặc sản của địa phương. Năm 2017, giá bán trung bình cá nước lạnh ở Lào Cai thấp kỷ lục ở mức 80.000 đến 100.000 đồng mỗi kg. Mức giá này khiến cho nhiều hộ nuôi cá, nhất là những nông dân nuôi cá tự phát, thua lỗ nặng. Đó là một trong nhiều hậu quả của việc phát triển thủy sản nước lạnh không theo quy hoạch. 96 cơ sở nuôi cá ở các huyện Sapa, Bát Sát, Văn Bàn, Mường Khương và thành phố Lào Cai đang sản xuất khoảng 500 tấn cá mỗi năm, mang lại nguồn thu hàng trăm tỷ đồng. Vì vậy, cần thiết phải có chiến lược bảo vệ, giữ vững thương hiệu cá nước lạnh Lào Cai. Giữ bằng được cái thương hiệu cá lạnh Lào Cai, các thành viên tham gia hiệp hội cá nước lạnh này được cái quyền lợi là được tổ chức đào tạo, được tham gia bảo vệ quyền lợi của mình, thế rồi là được chỉ dẫn, hướng dẫn các kỹ thuật trong nuôi trồng đảm bảo chất lượng, được cấp chứng nhận an toàn thực phẩm nếu đủ điều kiện. Theo quy hoạch đến năm 2020, thể tích nuôi cá nước lạnh tại những vùng có tiềm năng vào khoảng 54.500 mét khối. Nhưng hiện tại nông dân đã phát triển lên gần 50.000 mét khối. Nhiều hộ dân tại huyện Sapa, Bát Sát tự phát xây dựng ao nuôi không đúng tiêu chuẩn, sử dụng thuốc và thức ăn không đúng quy định, dẫn tới cá phát triển chậm, chất lượng không đảm bảo. Do liên kết tiêu thụ sản phẩm còn lỏng lẻo, giá bán tại cơ sở nuôi và tại các nhà hàng khách sạn chênh lệch cao, và người chịu thiệt thòi nhất là những hộ nuôi nhỏ lẻ. Bán ở dưới Sapa hết à? Đến xem cá tốt, mỏ cá thì thịt đỏ tốt thì mới lấy. Thịt không đỏ không tốt nó không lấy đâu. Vì người ta chăm sóc tốt mới được nhiều bán. Chăm sóc không tốt không được nhiều đâu. Cái cơ bản là bây giờ là mình cũng phải còn phải tìm những cái thị trường. Phải có cái thị trường đã thì mình mới lại sản xuất ra được để mình tiêu thụ. Trước những bất cập kể trên, ngành nông nghiệp Lào Cai đã vận động các hộ, tổ chức, doanh nghiệp thành lập hội nuôi cá nước lạnh tỉnh Lào Cai. Đây là nơi tập hợp của những người cùng chung ý chí phát triển sản xuất đảm bảo chất lượng, an toàn, có đầu ra ổn định nhằm giữ vững thương hiệu cá nước lạnh Lào Cai. Ngay sau đại hội thì chúng tôi sẽ tổ chức xây dựng quy chế, nội quy, xây dựng kế hoạch cho cả nhiệm kỳ và kế hoạch hàng năm, hàng tháng để tổ chức triển khai thực hiện từng việc một. Bắt đầu có lẽ chúng tôi sẽ bắt đầu từ công việc quản lý giống, quản lý thuốc,
quản lý thức ăn là những cái rất quan trọng để tạo lên cái sản phẩm tốt cho cái cá nước lạnh của tỉnh Lào Cai. Hội cá nước lạnh đi vào hoạt động sẽ bám sát quy hoạch cá nước lạnh của tỉnh, định hướng sản xuất chuỗi và tái cơ cấu của ngành nông nghiệp, là tổ chức để bảo vệ quyền lợi cho người nuôi cá cũng như nâng tầm sản phẩm thương hiệu cá nước lạnh của Lào Cai. Thưa quý vị và các bạn, trong chương trình thời sự trước, chúng tôi đã đề cập đến câu chuyện hơn 100 hộ dân thuộc tổ 8 phường Bình Minh, thành phố Lào Cai gặp nhiều khó khăn do khu vực này nằm trong vùng quy hoạch dự án. Và mặc dù công tác thống kê đền bù đã được thực hiện từ hơn 3 năm nay, nhưng chưa biết đến bao giờ dự án mới tiếp tục được triển khai. Phóng sự sau đây sẽ tiếp tục đề cập về nội dung này. Những rắc rối ảnh hưởng đến cuộc sống mà các hộ dân phải hứng chịu từ việc san lấp mặt bằng và làm đường nối BM2, BM3 đã được người dân phản ánh lên Ủy ban nhân dân phường Bình Minh. Và những vấn đề này cũng đã nhiều lần được chính quyền phường phản ánh lên Ủy ban nhân dân thành phố Lào Cai để có phương án giải quyết. Tuy nhiên, theo ông Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường Bình Minh, thì đến nay vẫn chưa có bất kỳ thông tin gì để có thể trả lời với người dân là liệu dự án này có tiếp tục được triển khai hay dừng lại. Dự án hiện nay thì là tái định cư tại chỗ, nên là cái việc di chuyển của nhân dân phải di chuyển ra chỗ ở tạm thì không có, nên là việc bố trí tái định cư tại chỗ hiện nay thì cũng chưa thi công được, nên là tái định cư chưa có. Qua nắm bắt thì trung tâm quỹ đất cũng tham mưu cho Ủy ban thành phố đã trình Ủy ban tỉnh bố trí tái định cư tại khu vực tái định cư Xoài Lần, thì hiện nay đang chờ Ủy ban tỉnh có ý kiến để bố trí các hộ này ra khu vị trí tái định cư mà không phải là tái định cư tại chỗ. Trung tâm Phát triển Quỹ đất thành phố Lào Cai là đơn vị được chủ đầu tư thuê để thực hiện công tác đền bù giải phóng mặt bằng. Theo ông Ngô Ngọc Hà, Giám đốc Trung tâm Phát triển Quỹ đất thành phố, thì lý do khiến dự án này chưa triển khai được là do người dân mong muốn được cắm tái định cư tại chỗ, nhưng hiện nay không có quỹ đất để đáp ứng nguyện vọng này. Ban đầu, theo thống kê, số tiền mà chủ đầu tư phải bỏ ra để thực hiện công tác giải phóng mặt bằng là khoảng 34 tỷ đồng. Tuy nhiên, đến năm 2015, sau khi tỉnh có quy định mới về áp giá hỗ trợ chi trả tiền đền bù cho người dân, thì số tiền theo tính toán đã đội lên gấp 4 lần, khoảng 120 tỷ đồng. Ngoài ra, từ lúc dự án công bố quy hoạch đến khi công tác thống kê đền bù được tiến hành, thì cũng đã phát sinh thêm nhiều hộ ăn theo do người dân tách thửa cho con cái, khiến số tiền cần sử dụng để thực hiện đền bù sẽ còn tăng lên. Thì dự án này thì lúc đấy do luật đất đai thay đổi, là luật đất đai năm 2013. Và đến năm 2015 thì lúc đấy mới chính thức tỉnh có quyết định 13, 17, 19 về cái công tác đền bù. Do vậy một số những cái chính sách nó thay đổi. Ví dụ như đơn giá bồi thường về đất cũng thay đổi, các chính sách hỗ trợ cho người dân cũng thay đổi và cái đơn giá bồi thường cũng thay đổi tăng theo chiều hướng tăng. Nên do vậy là cái phần kinh phí thực tế giải phóng mặt bằng đối với cái phần kinh phí đã được phê duyệt theo dự án thì nó có đội vốn lên. Nên do vậy là khi chúng tôi phê duyệt kinh phí vượt cái quá cái phần mà theo phương án bồi thường tổng thể, do vậy là chủ đầu tư là sẽ không bố trí kịp thời cái phần kinh phí vượt so với cái chỗ mà đã phương án đã lập. Nên đấy là cũng là cái nguyên nhân mà chúng tôi là sau trong cái quá trình mà thực hiện là cũng chưa chi trả kịp thời cho các hộ dân. Lãnh đạo Trung tâm Phát triển Quỹ đất thành phố Lào Cai khẳng định sẽ sớm tiến hành chi trả cho những hộ dân còn chưa được nhận tiền đền bù. Riêng về phương án tái định cư, hiện đơn vị cũng đã đề xuất lên thành phố để lựa chọn địa điểm tái định cư nằm trên địa bàn phường Bình Minh. Đối với những cái hộ gia đình nào mà ở đây mà các hộ gia đình nào thực sự nó bị ảnh hưởng về chỗ ở thì trung tâm thì cũng có một cái đề xuất với thành phố, hội đồng bồi thường thành phố là nếu những hộ gia đình nào thực sự khó khăn về nhà cửa rột nát không bắt buộc phải cải tạo sửa chữa thì cũng vẫn phải đề xuất với phường là có báo cáo với phường để cho gia đình sửa chữa. Và khi có cái sửa chữa đấy thì trung tâm sẽ phối hợp với phường để có thể xác định từng cái phần hạng mục và xin cái báo cáo tỉnh để xin cái cơ chế hỗ trợ. Trở lại tổ 8 phường Bình Minh, nhiều gia đình đang cảm thấy bất an khi sống trong ngôi nhà không đảm bảo an toàn, đặc biệt thời tiết mùa mưa bão đang cận kề. Ngôi nhà của mẹ Việt Nam anh hùng bà Hoàng Thị Thắm đã xuống cấp nghiêm trọng từ nhiều năm nay. Mỗi lần có mưa to, gió lớn, mặc dù tuổi cao sức yếu nhưng bà vẫn phải di chuyển tới ở nhờ nhà hàng xóm vì căn nhà của bà có thể đổ sập bất cứ lúc nào. Tôi còn khổ chứ, còn phát khóc lên ấy, còn phải chạy lên mãi trên đồi kia kìa. Mà hôm qua kia cái mưa bão to đấy, coi như là nó gió to, coi như là nó lật hết cả ngói cả ngung đi. Cũng mong cho làm sao cho nhà nước như này. Nếu mà con lấy hay là như thế nào giải quyết cho chúng tôi nó nhanh chóng, nó hợp lý.
Nguyện vọng lớn nhất của người dân là sớm nhận được tiền đền bù và có đất tái định cư để ổn định cuộc sống. Tuy nhiên với rất nhiều vướng mắc như vừa đề cập thì không biết đến khi nào dự án này mới tiếp tục được triển khai. Đến khi nào thì hơn 100 hộ dân ở tổ 8 phường Bình Minh mới được an cư? Câu trả lời thuộc về các ngành chức năng của thành phố Lào Cai và các đơn vị chủ đầu tư dự án. Thông tin vừa rồi đã kết thúc chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Lào Cai. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào tạm biệt.